Rất là cảm ơn tên Lộc đọc sách chúng ta. Rất là cảm Nhân Trần Nhân đã sáng nào cũng mở Zoom chúng ta và dùng gửi lời cảm ơn tới các trưởng nhóm của các anh chị đã gieo duyên cho rất nhiều anh chị với rất là bộ. Và dùng cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị mình đang có mặt trong Zoom. Và sáng nào mình cũng lựa chọn cái sự phát triển để mình có thể là thực hiện những mục tiêu ước mơ trong cuộc sống của mình ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau mình ra quyết định về kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được trong buổi Zoom ngày hôm nay trước khi bắt đầu các anh chị nha. À, mình sẽ nhắm mắt lại. Và ngày hôm nay khi mà các anh chị đọc xong cái chương này thì các anh chị mong muốn là mình sẽ đạt cái kết quả gì, các anh chị mong muốn có được cái điều gì, hoặc là trong cái buổi Zoom này mình cần có câu trả lời gì thì mình đáp định nha các anh chị. Cảm ơn cả nhà. Các chị là gì không? Các chị ngày hôm nay thì với các anh chị chúng ta sẽ thực hành qua một cái phương pháp đúng không ạ? Đó là cái cánh cửa thoát khỏi sự không tích cực. Và cái chương ngày hôm nay nếu như mà các anh chị có thể là ứng dụng được trong cuộc sống của mình hàng ngày á, thì dịp nay với các anh chị rằng là có thể là từ đây về sau mình sẽ biết cách chuyển hóa, các anh chị gọi là biết cách chuyển hóa. Có thể là trong ngày của mình các anh chị có thể khi mà mình tập trung vào những cái điều mà nó chưa có đủ, hoặc là đôi khi mà mình không có nhớ tới lòng biết ơn các anh chị, thì đôi khi là mình hay tập trung vào những điều không tích cực. Và khi mà mình tập trung vào những điều không tích cực á, thì mình hay sao ạ, mình hay phàn nàn, hoặc là mình đôi khi mình cứ nghĩ rằng là mình mong muốn là mình tốt cho người ta, nên là mình hay nói theo cái hướng là sao ạ, tập trung vào những cái điều mà chưa đủ đúng không ạ, và mình hay nói mình nghĩ rằng là mình đang muốn tốt với người khác anh chị. Nhưng khi mà mình ở đây có thể chia sẻ rằng là khi mà mình phàn nàn, mình chỉ trích hay là mình tập trung vào những điều không tích cực trong một thời gian dài ấy, thì các anh chị sẽ thấy rằng là có những cái dấu hiệu nó sẽ xảy ra. Những dấu hiệu này nó sẽ cho mình thấy được là mình đang chưa đủ lòng biết ơn này các anh chị. Thứ nhất là những mối quan hệ của mình ở trong cái tình trạng đó là nó không được tốt đẹp. Thứ hai đó là mình có những cái áp lực về tài chính của mình nó không có được thuận lợi, nó không được lưu thông. Hoặc là cái dấu hiệu thứ ba đó là cái vấn đề về sức khỏe,
hay là cái công việc của mình nó trở nên cũng không thuận lợi luôn, và có rất nhiều những cái tình huống không tích cực nó xuất hiện. Cái điều này nó báo hiệu rồi, dạ, nó báo hiệu cho cái việc đó là mình đã chưa đủ lòng biết ơn trong một thời gian dài, trong một thời gian dài nghe chị. Và đôi khi á là mình không có để ý và mình bị cuốn theo những thứ không tích cực lúc nào không hay. Ok chị Hà, và khi mà các anh chị chỉ cần là quan sát cái cuộc sống của mình bên ngoài là các anh chị sẽ thấy được nội tâm của mình bên trong. Hay lắm nha, tại luật hấp dẫn là sao ạ? Cái gì giống nhau hút nhau. Nếu như mình nói rằng là bên trong của mình tích cực lắm, bên trong của mình là mình chỉ toàn tập trung những điều tốt đẹp thôi, thì cái điều đó nó sẽ thể hiện ra bên ngoài cái gì. Nếu bên trong của mình luôn vui vẻ, hạnh phúc, tích cực, luôn tập trung vào biết ơn, yêu thương á, thì cái điều đó nó sẽ thể hiện ra cái hoàn cảnh bên ngoài là mình sẽ rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, và mình sẽ thu hút rất là nhiều cái sự kiện tốt đẹp tích cực. Và nếu như bên ngoài của mình mà mình thu hút những cái sự kiện không tích cực á, là ngay lập tức mình phải nhìn lại bên trong ngay, chắc chắn là bên trong của mình trong một thời gian dài mình đang tập trung vào những nơi không tích cực mà mình không hay, đôi khi mình không hay nữa cái gì. Chẳng hạn như là mình hay phàn nàn về một cái điều gì đó, mình hay nói về một cái điều gì đó, mình cảm thấy là mình cái gì cũng không hài lòng. Có nhiều người là giống như là cả thế giới mắc nợ họ rồi đó cái gì, ai làm gì họ cũng không hài lòng chứ, mà họ không biết luôn á cái gì. Có nghĩa là đôi khi mình không có biết luôn, mình không có hài lòng, mình hay nhăn, người ta làm cái gì cũng không hài lòng mình hết trơn, người ta làm cái gì mình cũng nói hết trơn. Và Dương cũng đã chứng kiến cũng nhiều trường hợp như vậy cái chị. Có nhiều người họ cũng thực hành lòng biết ơn cái chị nha, hàng ngày cũng biết biết ơn mỗi ngày, và cứ biết thôi, cứ nghĩ rằng là à thì mình cứ biết lòng biết ơn thì mình sẽ có phép màu xảy ra đó mà. Nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày thì họ không có biến cái lòng biết ơn trở thành lối sống, mà là chỉ ghi biết ơn với theo kiểu nghi thức thôi, mình nghĩ là nó tốt nên thôi mình cứ ghi, nhưng mà không có biến nó trở thành lối sống. Cái gì cũng không hài lòng, cái gì cũng phàn nàn, cái gì cũng cảm thấy không có vừa mắt, và cái điều đó nó sẽ thể hiện qua sức khỏe. Thứ nhất là sức khỏe các anh chị, sức khỏe của các anh chị tự dưng mà nó không tốt đó là các anh chị biết rằng là có một số người nói là do thay đổi thời tiết, có số người do là hồi nãy chị mà vừa đi có một cái cơn mưa rào, hay là lúc nãy có một cơn gió lạ đi ngang qua, thế là chị không khỏe. Không phải đâu cái gì, hoặc là Tết này là do mình ăn chơi nhảy múa dữ quá nên mình không khỏe, cũng không phải đâu cái gì. Và cái sự không khỏe của mình ấy, thì nó đến từ bên trong, nó đến từ là sao ạ, cái việc nhiều yếu tố, là tâm mình nuôi dưỡng tâm trí của mình trong thời gian dài những cái điều không tốt đẹp tích cực, nên là nó sẽ biểu lộ bên ngoài qua cái sức khỏe của mình luôn. Nuôi dưỡng cơ thể bằng những thực phẩm tốt đẹp đúng không ạ, và mình phải nuôi dưỡng tâm trí của mình bằng những thực phẩm tốt đẹp. Khi mà bên trong tâm trí của mình á, mà nó có một cái gì đó mà nó không có vui với chị, hoặc là nó bị mâu thuẫn, là cái chị sẽ thấy rằng là nó sẽ biểu lộ ra cái sức khỏe này. Khi mà các anh chị thấy ai đó mà không khỏe, không phải là mình hỏi sao giờ hôm nay bạn không khỏe vậy, người ta sẽ thường sẽ trả lời rằng như này nè, để che giấu đi đúng không ạ, người ta bảo rằng là thời tiết thay đổi đó mà. Nhưng mà không phải là thời tiết thay đổi đâu, là bên trong của họ có một cái điều, có một cái điều gì đó nghe chị, mà họ không biết cách xử lý, hoặc là họ xử lý chưa được, hay là có những cái điều đó không tích cực bên trong cuộc sống của họ và nó thể hiện ra bên ngoài, đó là cái sức khỏe. Nên ở đây là tác giả chia sẻ cái chúng ta rằng cái gì, nên là nếu như mà mình không biết ơn mọi thứ trong cuộc sống của mình thì một cách vô thức chúng ta xem những điều ấy là hiển nhiên, xem thứ gì đó là điều hiển nhiên thì là nguyên nhân chính gây ra sự không tích cực. Bởi vì khi mình nhận lấy những cái điều hiển nhiên ấy thì chúng ta không cho đi cái sự biết ơn, không cho đi sự biết ơn các chị, mà nơi nào mà không có thiếu vắng đi sự biết ơn là bắt đầu là có những không có sự không tích cực xảy ra ngay. Chị ví dụ cái gì, chẳng hạn như chồng mình đối xử rất là tốt với mình và mình xem điều đó là hiển nhiên, cái gì đâu phải cảm ơn, cái đâu biết ơn, đó là điều hiển nhiên mà đúng không ạ.
Và mình khi mà mình không biết ơn, mình không cảm ơn đúng không, mà mình cứ tối ngày mình tập trung được không tích cực thì chuyện gì xảy ra? Tất nhiên mối quan hệ không hòa hợp rồi, hoặc là những mối quan hệ thân ruột thịt trong gia đình của mình họ đối xử tốt với mình xem được đó là hiển nhiên. Hoặc là sao ạ? À? Con cái của mình đúng không ạ? Nên ở đây tác giả nói rằng là lòng biết ơn nó sẽ mang lại cái sự gia tăng kỳ diệu trong cuộc sống của mình. Mình có biết ơn sức khỏe của mình khi đang khỏe mạnh không? Hay là tới lúc không khỏe rồi mới biết ơn? Tới lúc không khỏe rồi cũng mới giật mình nữa. Mới giật mình, mới biết trân quý những cái khoảnh khắc mà mình đang khỏe mạnh. Khi mà nằm trên giường thì lúc đó mới trân quý những khoảnh khắc mình đang khỏe mạnh. Lúc đó là ước gì đúng không? Ước gì cơ thể của mình nó khỏe lại giống như những cái ngày trước đó, để mình có thể làm việc, để mình có thể vui chơi các thứ rồi. Hoặc là mình có biết ơn cái công việc của mình hàng ngày, hay là mình chỉ quý trọng khi nghe công ty sắp cắt giảm nhân sự. Ở đây tác giả nói rằng là bạn có biết ơn khi nhận được tiền hay là lương hay không, hay là mình cũng cho nó điều hiển nhiên luôn. Mình có biết ơn những cái người thân của mình trong khi mọi chuyện vẫn đang ổn thỏa không, hay là mình xem đó là chuyện hiển nhiên, không có gì phải biết ơn hết trơn, bình thường. Bạn có biết ơn là việc mình đang sống mỗi ngày hay không, hay là mình xem cuộc sống là điều hiển nhiên? Và ở đây tác giả chia sẻ như này các chị, xem mọi thứ là hiển nhiên á, nó sẽ dẫn đến những cái phàn nàn, suy nghĩ và lời nói không tích cực. Vậy nên khi mà phàn nàn theo luật hấp dẫn thì mình sẽ thu hút đến những cái thứ khiến cho bạn phàn nàn nhiều hơn. Mình có hai trạng thái các chị, một là mình lựa chọn cái trạng thái là biết ơn yêu thương, có nghĩa là mình tập trung những điều tốt đẹp tích cực. Hai đó là mình sẽ rơi vào cái trạng thái đó là cái chị không tích cực đúng không ạ? Giờ nó có hai mặt cái chị, một là mặt tích cực, hai là mặt không tích cực. Giờ mình không có tập trung vào mặt tốt đẹp tích cực thì mình sẽ rơi vào cái mặt không tốt đẹp, không tích cực. Và đó là sự lựa chọn. Và trong một ngày đó cái chị, trong một ngày á thì thường á là mình dành thời gian rất là nhiều trong công việc hoặc là trong gia đình. Là nếu mà mình không đi làm thì mình sẽ là về ngôi nhà của mình. Và nếu như mà mình xem trong công việc cũng là mọi thứ nó là hiển nhiên, mình không có gửi lên lòng biết ơn gì hết trơn á, mà mình về nhà mình cũng xem gia đình của mình là chuyện hiển nhiên và mình cũng không có gửi lòng biết ơn luôn, vậy thì mình sẽ bị rơi vào cái trạng thái thứ hai đúng không, đó là mình sẽ bắt đầu tập trung vào cái mặt còn lại. Và khi mình tập trung cái gì thì cái đó mở rộng. Luật hấp dẫn cái chị nó là cái gì có bên trong là có bên ngoài. Mọi sự vật sự việc diễn ra hai lần, lần thứ nhất bên trong đầu của mình và lần thứ hai là ở ngoài thực tế. Nên để mà mình có thể là thu hút những cái điều tốt đẹp tích cực, để mà mình có thể thu hút những cái sự kiện may mắn, những cái sự kiện mà các anh chị mong muốn đến cuộc đời của mình đó, thì mình phải luôn luôn giữ ở bên trong mình những cái suy nghĩ và những cảm xúc tốt đẹp. Mà cái cảm xúc mà mạnh mẽ nhất, wifi mạnh mẽ nhất đó là tình yêu thương và lòng biết ơn. Mà khi mà các anh chị có lòng biết ơn thì tình yêu thương nó sẽ sinh ra. Vậy thì vũ trụ các anh chị mang rất là nhiều những con người đưa xung quanh mình. Vũ trụ mang rất là nhiều những cái người thân của các anh chị đang xung quanh mình. Và những cái con người đó là để yêu thương các anh chị. Những con người đó là để các anh chị có thể nuôi dưỡng cái tình yêu, cái lòng biết ơn và cái tình yêu bên trong của mình. Thì khi mà mình tận dụng được, mình nuôi dưỡng được những cái điều đó đúng không ạ? Nếu mà mình bảo là mình biết ơn thì phải biết ơn một cái gì đó chứ, chị phải có một cái đối tượng để biết ơn đúng không ạ? Chứ không thể nào mà nói rằng là tôi biết ơn. Tôi biết ơn, tôi biết ơn cái gì? À, có một cái đối tượng gì đó để mình biết ơn chứ. Chứ chỉ lẽ mình nói rằng là mình biết ơn không không vậy thì nó đâu có cảm xúc gì đúng không vậy? Nên là tôi biết ơn, có một cái đối tượng nào đó mình biết ơn. Nên là vũ trụ đã mang đến rất nhiều những con người tuyệt vời xung quanh mình. Để gì ạ? Để mình yêu thương, để mình biết ơn đó nghe anh chị. Để các anh chị có thể là thực hiện được những cái mục tiêu, những cái ước muốn của mình. Các anh chị có thể thu hút được mọi điều mà các anh chị mong muốn. Nhưng mà hình như mình không có hiểu ý của vũ trụ nên mình làm ngược lại. Đòi hỏi nhiều hơn, không vừa ý, không hài lòng. Mà mình cứ nghĩ rằng là khi mà mình không có vừa ý, mình không hài lòng thì mình cứ nói là mình nghĩ là mình càng than phiền mình sẽ có đúng không ạ? Nhưng mà bao nhiêu số cái chị thấy rằng hình như chiến lược mà than phiền nó không có hiệu quả. Hình như mình thấy mình càng than phiền thì mình đẩy người người ta ra xa mình hơn. Đúng không ạ?
Bao nhiêu số các anh chị dùng chiến lược than phiền nó cũng nhiều năm nay rồi. Cũng mấy chục năm nay rồi mà thấy sao thấy càng nói thì lại mình thấy nó không có đúng ý của mình nữa mà. Mà mình lại càng cuộc sống mình nó đi lên, mình lại càng đi theo chiều hướng ngược lại. Mình cứ nghĩ đâu là mình cứ nói luôn, cái miệng mình thấy không hài lòng mình cứ nói là người ta sẽ sửa đúng không ạ, mà cuối cùng chả thấy ai sửa hết, là mình thấy là mình càng nói thì lại càng họ làm đúng ý mình. Cái này không có lỗ tai hay gì đâu, đôi khi mình nghĩ ổn số người này không có lỗ tai hay gì nhỉ, nó nói như vậy. Nhưng mà sự thật là sao, sự thật là mình đang làm không có đúng theo những luật trụ, sự thật là mình không có thay đổi được ai đâu ạ, mình chỉ thay đổi được chính mình thôi. Các anh chị, mình không có thay đổi được những cái điều kiện bên ngoài thôi các anh chị, mà mình chỉ thay đổi được chính mình thôi. Khi mà chính mình thay đổi thì mọi thứ sẽ thay đổi vì mình hay gì đó các anh chị. Khi mà các anh chị sống mà thuận theo luật vũ trụ qua cuộc sống của mình, nó chỗ nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng, nó duyên dáng. Tại sao lại nhẹ nhàng dễ dàng duyên dáng ạ? Thay vì hồi xưa là mình không có hiểu luật vũ trụ á, mình cứ tập trung lên bên ngoài á, xong rồi mình bắt cái này thay đổi, mình bắt cái kia thay đổi, cuối cùng không có cái gì thay đổi hết và mình không có vui. Nhưng mà khi mà mình thấu hiểu những vũ trụ, mình biết rằng là cái gì có bên trong thì nó mới có bên ngoài, nên là chỉ có khi mà bên trong của mình thay đổi thì bên ngoài nó mới thay đổi vì mình thôi. Khi mà bên trong cái chị thay đổi thì thông qua luật hấp dẫn đó các anh chị, mình sẽ thu hút những cái gì giống bên trong của mình. Diễm nói các anh chị nha, chẳng hạn như trong cuộc sống của các anh chị hiện tại nó đang có rất là nhiều những cái sự kiện không tích cực đi, là vì cái điều đó nó thể hiện cho điều gì ạ? Đó là vì trong một thời gian dài mình tập trung vào điều không tích cực và mình không có biết ơn. Bây giờ mình không có muốn những chuyện không tích cực này xảy đến với mình nữa, mình lo mình tập trung bên ngoài để mình cố gắng mình thay đổi nó thì có được không ạ? Hay là mình cần phải làm gì ạ các chị? Giờ nếu như hiện tại cuộc sống bên ngoài mình đang có những cái sự kiện không tích cực này nè, mình không có muốn những cái sự kiện đó xảy ra nữa, mình muốn chuyển hóa, mình không có thu hút những cái điều đó, những cái điều đó nữa, mà cái chị muốn hướng những điều tốt đẹp thì mình cần phải làm gì ạ? Cái chị comment giúp chị ạ. Thì mình cần phải làm gì ạ? Có nhìn ra bên ngoài để thay đổi không ạ? Có nhìn ra bên ngoài bảo rằng là người này phải thay đổi đi nè, người kia phải thay đổi đi nè, à, chuyện này phải thay đổi đi nè, đó không ạ? Mẹ chồng tôi phải thay đổi đi nè, chồng tôi phải thay đổi đi nè, vợ tôi phải thay đổi đi nè, à, con tôi phải thay đổi. Nói chung là sao ạ? Trời ơi, giống như là cả thế giới là mình nợ họ, chị yêu nhiều không hài lòng hết trơn á, yêu không hài lòng hết trơn. Mà cứ bắt là bên ngoài thay đổi thôi, và cuối cùng là ghê sao ạ? Cuối cùng là cái con người đó nghe chị, họ không có vui vẻ và không có hạnh phúc luôn. Nếu mà cứ nhìn ra bên ngoài nghe chị, bắt người này người kia cái nọ thay đổi, không có gì thay đổi hay cái gì. Đó là luật vũ trụ. Khi mà các anh chị hiểu luật vũ trụ là khi mà mình nhìn cái sự kiện bên ngoài, mình thấy là có gì đó nó là lạ lạ, mà nó không có mình cảm thấy là lạ lạ, là nó có nghĩa là về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ, nó có những cái sự kiện không có tích cực xảy ra, thì mình cần phải biết rằng không có cần phải thay đổi gì bên ngoài đâu ạ. À, chỉ cần quay về bên trong của mình biết rằng là sao ạ? À, à vậy là cái điều này nó phản chiếu cho cái thế giới nội tâm của mình, là trong thời gian dài mình đang tập trung vào cái gì, mình đang tập trung vào những cái điều không tốt đẹp, không tích cực, và mình thiếu vắng đi cái lòng biết ơn, tình yêu thương. Rồi nếu mà như vậy chúng ta chỉ cần quay vào bên trong, và ngày hôm nay tác giả chia sẻ cho các anh chị cái cách để mình có thể thoát khỏi luôn, ví dụ trong cuộc sống của mình mà mình đang có những cái điều không tích cực đúng không ạ, thì bây giờ cái cách để chúng ta có thể thoát khỏi là các anh chị, nếu mà mình đang phàn nàn là về thời tiết, về giao thông, về sếp, về bạn đời, về gia đình, về bạn bè, về người lạ, hoặc là phàn nàn khi mà phải xếp hàng, trả hóa đơn, phàn nàn về kinh tế, về chi phí, về dịch vụ công ty, thì khi ấy bạn không biết ơn. Và với mỗi lần phàn nàn ấy thì bạn đang đẩy ước mơ đi đi xa hơn. Cái này đầu tiên là mình phải nhận biết được cái điều này. Và những cái lời phàn nàn á, khi có ý nghĩa và cái lời nói không tích cực, cũng như là khi mình xem mọi thứ là hiển nhiên á, thì mình đang ngăn chặn những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của mình. Giờ đây bạn hiểu rằng khi điều gì đó trở nên tồi tệ, có nghĩa là bạn đã vô thức không còn lòng biết ơn nữa.
và sự không tích cực không thể tồn tại được khi mà bạn đang biết ơn được. Đây tác giả chia sẻ nghe chị nha, khi cuộc sống của mình có gì đó mà không có tích cực là biết rồi đó, biết là mình không có là biết ơn rồi đó nghe chị. Ở đây tác giả chia sẻ rằng là khi mà các anh chị có lòng biết ơn á thì mình không thể nào mình phê phán và đổ lỗi được, không thể nào cảm thấy không vui hay là bất cứ cảm xúc đích cực nào không tích cực nào khi mình đang biết ơn được. Và điều tốt đẹp nhất là nếu mà bạn đang có một cái hiện trạng không tích cực nào đó trong cuộc sống thì với lòng biết ơn nó sẽ nhanh chóng được cải thiện. Dù nói với các anh chị là Dũng cũng thực hành lòng biết ơn đó các anh chị, mỗi sáng cũng có biết đó nha, nhưng mà lâu lâu cũng không có bị nhớ đó, không nhớ đó. Có nghĩa là trong cái môi trường sống của mình đôi khi là mình nói chuyện mình tiếp xúc mà, hoặc là cái tâm trí của mình không làm chủ được đó. Nó tập trung những điều không tích cực, nhưng mà được có một cái là Diễm nhận biết nó rất là nhanh. Đôi khi mình cho tâm trí mình đi chơi đi đi chơi vài ngày mình không nhận ra nghe chị ha, và khi mà mình thấy ở sâu dạo này xung quanh của mình những cái sự kiện nó tới hơi lạ một cái là ngay lập tức là quay về bên trong này nghe chị, thay đổi ngay lập tức hai cái chị. Và Diễm vẫn đang thực hành mỗi ngày luôn, mình phải đang gọi là canh gác tâm trí của mình mỗi ngày luôn nghe chị, canh gác cảm xúc của mình mỗi ngày luôn, nên không có gì không có thời gian để mà có thể là sao ạ, nhìn ra bên ngoài nhìn con người này người kia sao các thứ, rằng người này nói tốt về mình hay người kia nó không tốt về mình hay này kia. Tại vì Diễm biết rằng là cuộc đời của mình là do mình ra quyết định, cuộc đời của mình là do chính mỗi cái suy nghĩ cảm xúc mỗi lời nói hành động của mình tạo thành, chứ không phải là do là người này khen cái nên là cuộc đời của mình nó tốt hơn hay người kia chê cái cuộc đời của mình không tốt đi, không phải đâu các chị. Nên là mỗi ngày là cái thời gian mà mình lo mình canh gác cánh cửa tâm trí của mình với lại cái cảm xúc của mình thôi đã không đủ thời gian rồi, huống chi đâu ạ, huống chi là phải nhìn người này người kia rồi suy nghĩ có người nọ người kia nói gì về mình. Ok chị ha, cuộc đời của mình là do chính mỗi cái suy nghĩ, mỗi cái cảm xúc, mỗi cái lời nói, mỗi cái hành động của mình tạo thành. Nên là việc của mình là hãy tập trung vào chính mình. Tập trung vào chính mình nghe chị. Để mình có thể canh gác là mỗi cái suy nghĩ của mình, mỗi cái cảm xúc của mình, mỗi cái lời nói của mỗi cái hành động của mình để kiến tạo được cuộc đời của mình. Vậy thì á, nếu như bây giờ trong cuộc sống của các anh chị hiện tại đang có những điều không tích cực rồi thì mình còn làm sao? Đó là bạn phải tìm kiếm những điều mình cảm thấy biết ơn trong tình huống không tích cực. Dù mọi chuyện nó có tệ đến đâu thì vẫn có thứ gì đó để mình biết ơn. Đặc biệt là khi bạn hiểu rằng là biết ơn sẽ cải thiện những tình huống không tích cực. Bây giờ nếu mà như giờ chị nói với chị là có hai cái lựa chọn. Giờ một là cái cảm xúc tích cực, hai là cảm xúc không tích cực. Một là cái anh chị tập trung vào biết ơn, nó sẽ sản sinh ra tình yêu thương, và chính những cảm xúc biết ơn yêu thương đó bên trong của mình đủ đầy thì những cái sự kiện bên ngoài, những sự kiện không tích cực bên ngoài nó sẽ tự động rời đi, nó muốn ở lại cũng không được đâu các anh chị. Diệm nói các anh chị rằng là nếu mà bên trong các anh chị nuôi dưỡng những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, yêu thương, biết ơn thì những cái sự kiện không tích cực, những cái điều không tích cực, những con người không tích cực muốn bên cạnh các anh chị không có được. Thông qua luật hấp dẫn nó sẽ bị đẩy đi, tại vì nó không có giống ngay chị nữa. Và những cái điều giống mình sẽ được hút lại, những cái điều tốt đẹp, tích cực, yêu thương, biết ơn, những cái điều khiến cho các anh chị yêu thương, biết ơn, những cái niềm vui nó sẽ được hút đến với lại cuộc đời của mình. Thì đây là cái cách mà chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống của mình một cách nhẹ nhàng nhất. Nên là chị nói với các anh chị rằng là dù người khác đối xử với mình ra sao như thế nào, có thể những cái lời nói, những cái hành động gì đó, nhưng mà mình phải luôn luôn giữ cái cảm xúc tốt đẹp, tích cực. Những cái gì nó không có giống mình đó các anh chị thì nó sẽ tự động được tách ra, các anh chị không cần phải cố gắng làm gì cả luôn. Giống như hồi đợt trước có một chị hỏi Diễm rằng là ở trong chỗ chỗ làm của chị ấy có những cái người đồng nghiệp không tích cực hay nói những điều không tích cực về chị ấy, giờ chị phải làm sao? Đó, chị chả cần làm sao với mấy người đó cả. Việc của chị là chỉ cần là nuôi dưỡng tình yêu thương, lòng biết ơn, những điều tốt đẹp bên trong thôi. Và thông qua luật hấp dẫn, nếu như chị nuôi dưỡng được những điều tốt đẹp, tích cực, yêu thương, biết ơn bên trong thì những cái con người mà không có tích cực á, không có bên cạnh mình được, thông qua luật hấp dẫn là họ sẽ
tự động rời đi. Có thể là họ tự dưng cái họ đổ qua phòng khác, họ đổ qua ban khác, hay là sao à, họ sao đó mà họ không không thể nào gần mình được đâu nghe chị. Và bắt đầu thu luật hấp dẫn, mình sẽ thu hút những cái con người tuyệt vời ở bên cạnh của mình. Nhàn không ạ? Nhàn không nghe chị? Ứng dụng kiểu này nhàn không ạ? Nhàn rất thân, rất thân rất là nhiều, mình phải ngồi suy nghĩ đúng không ạ? Đủ chiêu trò hết giờ, làm sao với người đó, làm sao với lại con người này, làm sao với con người kia. Tốn thời gian nó thấy chị, mà không làm nó không quan trọng, không có kết quả. Thay vì hồi xưa phải ngồi suy nghĩ phải không? Nhờ nhỏ đâu dạy phải không? Hay là người đó dạy phải không? Giờ tôi phải như này như kia gì nghĩ, nghĩ đủ cái cách nào không? Không kết quả thôi. Mà mình sợ cứ luôn nuôi dưỡng những cái điều tốt đẹp bên bên trong của mình là mình thu hút những điều tốt đẹp thôi, rồi nó nhàn lắm. Nên là Diệm nói nghe chị là Diệm sống nhàn lắm, Diệm sống trong cái vũ trụ này nó nhàn nhạt. Tại vì sao ạ? Tại vì mình hiểu những cái vũ trụ, mình nhìn thấy được cái gốc rễ và mình trị luôn gốc rễ rồi xong, khỏi phải sao à? Khỏi phải vào cứ nhìn ra bên ngoài rồi này kia kia nọ đúng không ạ? Cứ tập trung bên trong của mình thôi, cho dù ai nói gì, cho dù ai làm gì, cho dù ai nghĩ gì thì đó là cái quyền của họ. Nhưng mà đối với mình thì sao ạ? À? Mình phải nuôi luôn nuôi dưỡng những suy nghĩ tốt đẹp, tích cực, yêu thương, biết ơn. Giống như hồi con một bạn kể Diễm nghe, nó Diễm hồi hỏi sao trời, có cái chị này nè, chị này nói bạn như thế này nè, chị này nói bạn như thế kia nè, trời ơi chị kể với chị kể không, người ta nói không tốt gì mình, có người còn kể nghe nó ghê chứ. Thấy không, đó chị này thế này, chị kia thế kia. Diễm nghe xong thường đó cái gì thì Diễm chỉ cười thôi, ôi vậy hả, thương mấy anh chị đúng quá ha, chắc chắc không sao đâu, chắc là nhiều lúc không hiểu thôi à, mình vẫn rất bình thường nghe chị, chứ không phải là mình nghe mà ai đó nói gì mình không tích cực cái phô mới nóng sân lên rồi bắt đầu thế này thế kia không nghe chị. Tại vì Diễm hiểu được cái gốc rễ đó, là vì khi mà người ta nói là người ta sẽ thu hút đến cuộc đời của họ, chứ đâu có thu hút gì tới mình đâu. Tại vì người ta suy nghĩ là cái đó là suy nghĩ bên trong của họ mà, cái cảm xúc của họ nghe chị, cái lời nói của họ, cái hành động của họ luôn, thì họ nhận chứ mình có nhận đâu. Bây giờ quan trọng là suy nghĩ, cảm xúc, lời nói, hành động của mình như thế nào nó mới kiến tạo cuộc đời của mình. Nên là thường là những cái việc đó nó chả ảnh hưởng tới mình chứ, mà mình nghe những câu chuyện đó mình còn thương họ, vì mình biết rằng là nếu như họ vẫn cứ tiếp tục tập trung vào những điều không có tốt đẹp như thế này thì cuộc đời của họ nó không tốt đẹp. Và Diễm nói cái chị 100% là như vậy. Diễm chưa bao giờ thấy ai nói những điều không tốt đẹp về người khác mà cuộc đời họ tốt đẹp cả, chưa thấy. Mỗi mỗi cái lời nói, mỗi cái hành động mà họ làm, mình biết trước được cái kết quả của họ là cái gì luôn. Như thầy bói nha, khi mà các anh chị hiểu được quy luật vũ trụ là các anh chị là tự coi bói chính mình được luôn á. Bây giờ mỗi suy nghĩ của các anh chị mỗi ngày như thế nào là các anh chị biết sắp tới mình sẽ nhận được cái đó đó. Mỗi cái cảm xúc của các anh chị mỗi ngày như thế nào là các anh chị cũng sẽ coi bói được tương lai, các anh chị sẽ có được điều gì đó các anh chị. Các anh chị nuôi dưỡng những cái điều gì bên trong của mình mỗi ngày là các anh chị sẽ nhận được điều đó. Nên là các anh chị có thể tự viết nên câu chuyện cuộc đời của mình tự coi bói được cái gì và tự viết lên câu chuyện cuộc đời của mình thôi. Cái chị coi bói được cho người khác được mà được, mình thấy ai mà tối ngày cứ nói những điều không tích cực về mình hoặc là về người khác á, cái gì cứ tập trung vào những điều không tích cực thôi, thì cái chị biết là cuộc đời của họ làm sao tích cực nổi. Mà nếu như mà cái chị thấy ai là họ yêu thương, họ biết ơn, cái chị họ có một thái độ rất là tốt đúng không ạ, họ có mục tiêu, họ có ước muốn, họ có ước mơ, họ sẵn sàng hành động và có một cái tâm rất là sáng, thì các anh chị cũng sẽ biết rằng là cái người này họ cũng sẽ rất là thành công. Có bỏ được không ạ? Được, có bỏ được thông qua những cái suy nghĩ, khi mà các anh chị biết được niềm tin của người ta là các anh chị biết được cuộc đời người ta đó. Vậy thì chúng ta sẽ như thế này, hãy chọn ra những cái vấn đề không tích cực nào đó trong cái cuộc sống của mình mà các anh chị muốn giải quyết nhất, và tìm kiếm 10 điều khiến bạn cảm thấy biết ơn. Tôi biết là khi bắt đầu nó sẽ khá là không có thuận lợi, nhưng Đức Phật đã hướng dẫn bạn phương pháp thực hiện, đó là hãy viết danh sách 10 điều ấy trên máy tính hoặc là trong quyển sổ biết ơn của mình. Tác giả ví dụ nè, ví dụ như là một cái vấn đề là bạn đã vừa không có việc, không có việc làm,
dù mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà hiện tại mình vẫn chưa có việc á. Để cải thiện cái tình huống này một cách kỳ diệu thì bạn cần tập trung thực thi và lòng biết ơn đối với tình huống này. Ví dụ, tôi biết ơn vì có nhiều thời gian hơn cho gia đình trong thời gian này. Tôi biết ơn vì cuộc sống của mình ổn định hơn vì có nhiều thời gian để sắp xếp. Tôi biết ơn vì đã có việc làm trong phần lớn thời gian và tôi có thêm nhiều kinh nghiệm. Mình viết ít nhất là 10 điều mình biết ơn trong sự kiện đó để chi ạ? Để mình thay đổi cái cảm xúc. Khi mà cảm xúc thay đổi thì cuộc đời thay đổi. Giờ một là cứ tập trung vào cái điều mà các anh chị không mong muốn, là cái mình không có vui. Khi mà mình không tích cực thì mình lại thu hút thêm nhiều những điều không tích cực khác trong cuộc sống của mình nó tới. Nên là mình tập trung vào 10 điều các anh chị biết ơn sự kiện đó để chi ạ? Để mình chuyển hóa được cuộc đời của mình. Nhưng mà các anh chị làm được điều này là mỗi anh chị sau này các anh chị được biết cách chuyển hóa cuộc đời của mình là đó các anh chị. Mình biết cách chuyển hóa cái cảm xúc của mình là các anh chị biết cách chuyển hóa cuộc đời của mình. Từ không tích cực các anh chị chuyển hóa sang niềm vui. Và chính các anh chị phải là cái người chuyên gia trong cái việc tự chuyển hóa những suy nghĩ của mình mỗi ngày. Mình không thể nào mình giao cái cuộc sống của mình cho một ai khác đâu các anh chị. Mình phải học cách chuyển hóa anh em chị ha, chuyển hóa mỗi cái suy nghĩ, mỗi cảm xúc của mình mỗi ngày. Nó đang không tích cực thì chuyển hóa nó lên tích cực thì cuộc đời mình nó mới tích cực được. Vậy thì cái việc làm điều này á, nó sẽ giúp cho mình thay đổi cái cảm xúc của mình. Từ cái việc tập trung vào những điều không tích cực mình sẽ chuyển sang điều tích cực. Và khi mà các anh chị biết ơn thì bên trong của mình bắt đầu nó bình an, bắt đầu nó vui vẻ, nó hạnh phúc, nó đủ đầy. Và khi mà bên trong của mình nó nuôi dưỡng những cái điều tốt đẹp tích cực rồi thì không có luật hấp dẫn, những cái sự kiện tốt đẹp tích cực đến và mình sẽ có được cái điều mình muốn. Nên là có một cái câu nói của thầy Jim Rohn nghe, đó là hãy học cách biết ơn với tất cả những gì mình đang có trong khi theo đuổi những cái điều mình mơ ước. Hãy học cách biết ơn với những gì mình đang có trong khi theo đuổi những điều mình mơ ước. Chị nói các anh chị rằng là hiện tại buổi sáng các anh chị vẫn còn đang ngồi đây đúng không ạ? Để có thể trong cái Zoom này mình vẫn có một cái nơi để ngồi, là mình đã hơn rất nhiều người khác rồi các anh chị. Có nhiều người ta còn phải nằm ngoài đường các anh chị, vì người ta đã từng không có biết ơn trong cuộc sống của họ. Hiện tại mình các anh chị có tiền bạc để các anh chị trang trải trong cuộc sống thì mình còn hơn rất là nhiều người hiện tại họ còn đang ngoài các anh chị, họ đang ngồi ngã tư, họ không có khả năng để có thể tạo ra thu nhập. Nên là mình hãy biết ơn với những gì mình đang có đi các anh chị. Các anh chị phải biết ơn với những gì mình đang có. Để chi ạ? Để bên trong của mình cái cảm xúc quan trọng là cái hạnh phúc nó nằm ở hiện tại được. Thì từ những cảm xúc tích cực đó mới thu hút những cái sự kiện tốt đẹp tới giúp cho các anh chị thực hiện những ước muốn của mình. Chị biết rằng là anh chị nào cũng có mục tiêu, cũng có ước mơ. Các anh chị có quyền lựa chọn. Một là trên cái hành trình các anh chị thực hiện mục tiêu ước mơ, lúc nào mình cũng trong cái trạng thái không tích cực, không hài lòng là không tích cực, không biết ơn, không tích cực là các anh chị. Tiền của mình chưa đủ, mặc dù là sao ạ? Bạn là không không hài lòng là tiền của mình chưa đủ nhiều là đó, nhà của mình chưa đủ, chưa đủ to là các thứ cái kiểu đó. Một cái chủ quyền lựa chọn nha. Một là trên cái hành trình mình thực hiện mục tiêu, các anh chị luôn trong cái cảm xúc không tích cực. Và cái điều này nó chả giúp cho mình đạt mục tiêu gì cả, mà lại càng thu hút cho mình những điều không tích cực. Hai là các anh chị lựa chọn trên cái hành trình các anh chị thực hiện mục tiêu, các anh chị luôn ở trong cái trạng thái là biết ơn, yêu thương, mình hạnh phúc ngay ở hiện tại luôn. Có một số các anh chị bảo rằng là sao ạ? Khi nào mà mình có được đủ số tiền đó, khi nào có được cái ngôi nhà đó thì tôi mới hạnh phúc. Làm sao các anh chị biết được là khi mà các anh chị có điều đó các anh chị hạnh phúc? Hạnh phúc nó là một hành trình chứ nó đâu phải đích đến. Cái gì giờ một á, là mỗi ngày trôi qua các anh chị hạnh phúc cho đến hết cuộc đời của mình. Hai là các anh chị chỉ hạnh phúc trong chốc lát, khi dành cả cuộc đời của mình thực hiện mục tiêu, sau đó mình hạnh phúc trong chốc lát. Một là hạnh phúc cả đời, hai là hạnh phúc trong chốc lát. Và Diệp nói với các anh chị rằng là hạnh phúc trong chốc lát xong hết, thỏa mãn là sao, mình đã đạt được mục tiêu xong hết, lại cứ lại tiếp tục ở trong cái cảm xúc không tích cực. Hạnh phúc là một hành trình đó các anh chị.
một cái hành trình mà các anh chị phải nuôi dưỡng cái hạt giống hạnh phúc mỗi ngày. Không có cái cây nào mình không nuôi dưỡng mà nó tự lớn hết trơn. Không có cây nào mà các anh chị không có tưới nước, không có chăm sóc gì hết trơn mà hạt giống nó tự nảy mầm, tự ra hoa kết quả, làm gì có đây. Vậy thì cái hạt giống hạnh phúc cũng vậy thôi. Nếu mà bây giờ các anh chị không có thực hành hạnh phúc mỗi ngày á, khi mà các anh chị thực hành hạnh phúc mỗi ngày, có nghĩa là các anh chị đang tưới nước cho cái hạt giống hạnh phúc, thì thông qua mỗi ngày cái hạt giống của mình nó bắt đầu nó nảy mầm. Và các anh chị thực hành hạnh phúc mỗi ngày thì cây hạnh phúc của mình nó được tương tác, đúng không ạ? Nó được chăm sóc thì mỗi ngày nó sẽ lớn lên, lớn lên, lớn lên. Và mỗi ngày trôi qua thì cái cây hạnh phúc của các anh chị lại càng lớn lên. Khi mà các anh chị càng nhiều tiền thì cái cây hạnh phúc của các anh chị nó lại càng lớn hơn nữa. Tiền bạc nó là không có làm thay đổi bản chất con người các anh chị, mà nó chỉ phóng đại cái tính, những cái gì đang có bên trong con người đó lên mà thôi. Tiền bạc nó không hay làm, nó không có làm thay đổi bản chất con người nha, mà nó chỉ phóng đại những cái gì mà bên trong con người nó đang có là. Nên nếu như mà bên trong của các anh chị nuôi dưỡng cảm xúc không vui, không hài lòng, khi mà các anh chị càng nhiều tiền thì cái hạt giống này càng lớn hơn, càng không vui, càng không hài lòng. Còn nếu như mà bây giờ các anh chị bắt đầu nuôi dưỡng cái cảm xúc hạnh phúc bằng cách nuôi dưỡng bằng cách là các anh chị thực hành mỗi ngày, thì sau này khi mà các anh chị càng nhiều tiền, các anh chị lại càng hạnh phúc hơn. Sau này khi mà các anh chị càng ở trong ngôi nhà to hơn, các anh chị lại càng hạnh phúc hơn. Và cái hạt giống hạnh phúc là phải được nuôi dưỡng ở ngay trong thời điểm hiện tại. Nên là tại sao trong cuốn sách Sức Mạnh Thức á, hoặc là luật hấp dẫn họ hay ghi như thế này nè các anh chị. Đó là các anh chị phải sống như thể là mình đã trở thành cái con người mà các anh chị mong muốn trở thành. Các anh chị phải, okay, nếu như các anh chị đã biết được cái con người trong tương lai mình trở thành là như thế nào, có những cái đức tính gì, có những cái thói quen gì, hay là có những cái điều gì ở bên trong cái con người mà các anh chị muốn trở thành á, thì ngay trong thời điểm hiện tại này các anh chị phải sống như thể là mình đã trở thành con người đó rồi á, thì mình mới trở thành con người đó được. Tại vì các anh chị biết sao không ạ? Vì những cái hạt giống mà các anh chị muốn, đúng không? Các anh chị liệt kê ra các anh chị muốn trở thành con người như thế này, A, B, C, D, E, F. Và cái hạt giống đó nó đã có sẵn bên trong tiềm thức của các anh chị. Việc của các anh chị là phải nuôi dưỡng hạt giống đó mỗi ngày, thì hạt giống nó mới lớn được. Giờ bên trong khu vườn tâm thức của mình, mỗi anh chị đang có một cái khu vườn. Và trong cái khu vườn này các anh chị có thể gieo trồng bất kỳ cái loại hạt giống nào mà các anh chị mong muốn. Nó khu vườn tiềm thức, tối ngày hôm qua chúng ta mới học, đúng không ạ? Thì bây giờ các anh chị liệt kê ra, ok, các anh chị muốn có cái quả này, có quả này, có quả này, quả này, quả này, quả này. Có nghĩa là cái kết quả mà các anh chị mong muốn trong tương lai. Thì bây giờ mình mong muốn có cái quả thì giờ mình phải gieo hạt các anh chị, và mình phải chăm sóc, đúng không ạ? Thì sau này mình có quả mình ăn. Chứ giờ mình không có gieo hạt, mình không chăm sóc, mà mình cứ ngồi mình cứ chờ nè, chờ có quả để ăn thì làm gì để có, đúng không ạ? Vậy thì cách mà chúng ta chăm sóc để mà chúng ta có được cái quả mình mong muốn là cái gì ạ? Đó là các anh chị cần phải thực hành, các anh chị phải sống như thể là các anh chị đã trở thành cái con người mà các anh chị mong muốn trở thành rồi. Và mỗi ngày các anh chị phải thực hành trên những cái đức tính mà các anh chị ghi ra. Thì mỗi ngày các anh chị thực hành, khi mà các anh chị thực hành có nghĩa là các anh chị đang đang nuôi dưỡng, đang chăm sóc. Còn mình mà không có thực hành đó các anh chị, nó cũng giống như là sao ạ? Các anh chị có một cái hạt giống mà các anh chị để trên bàn, thì Diễm hỏi các anh chị hạt giống mà để trên bàn này nó có nảy mầm được không ạ? Bây giờ khi mà các anh chị tham gia câu lạc bộ mà câu lạc bộ chia sẻ với các anh chị thấy được cái tầm nhìn, à những người thành công giàu có là họ có những cái điều này, điều này, điều này, điều này nè, là câu lạc bộ đang trao cho các anh chị những cái hạt giống rồi. Nhưng mà bây giờ hạt giống của mình nhận được xong rồi mình để trên bàn hay hoặc là mình gieo trên sàn nhà, mình không có chăm sóc nuôi dưỡng gì hết thì làm sao nó nảy mầm được cái gì. Vậy thì cái cách để mà chúng ta có thể nuôi dưỡng những cái hạt giống mà các anh chị mong muốn, đó là mình thực hành mỗi ngày. Và các anh chị phải sống như thể là các anh chị đã trở thành cái con người các anh chị muốn trở thành rồi. Từng suy nghĩ, từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ thông qua cái cơ thể của mình, từng cái hành động. Các anh chị phải tưởng tượng xem khi mà các anh chị trở thành cái con người ước mơ của mình trong tương lai ấy, lúc đó các anh chị có những suy nghĩ gì? Mình cứ tưởng tượng trước đi các anh chị. Lúc đó mình sẽ nói chuyện như thế nào? Lúc đó cái dáng đi dáng đứng của mình ra làm sao? Lúc đó từng cái hành động của mình lúc đó như thế nào? Khi mà các anh chị đã tưởng tượng ra được rồi, các chị viết xuống và các anh chị thấy được cái con người của mình trong tương lai rồi, thì mình phải nuôi dưỡng con người đó bằng cách thực hành nó mỗi ngày. Sống như thể là mình đã trở thành con người đó mỗi ngày.
mỗi ngày trôi qua thì cái hạt giống khi mà các anh chị nuôi dưỡng bằng cách mình thực hành ha, thì nó sẽ lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn, lớn hơn cho đến khi nó ra hoa kết quả. À, thì đây mới được gọi là ứng dụng sức mạnh thức lực hấp dẫn. Còn nếu mà các anh chị nói rằng là chỗ các anh chị mong muốn trở thành người thành công và giàu có, nhưng mà ngày nào cũng than thay mong muốn cho trở thành thành công giàu có, không chịu nuôi dưỡng hạt giống nó gì hết trơn, mà tối ngày đi nuôi dưỡng hạt giống mình không muốn, rồi xong rồi bắt là phải có sao được. Đó là cái cách mà diễn ứng dụng nha chị. Diễn biết được là ok, cái con người mà mình mong muốn trở thành trong tương lai là cái gì, và sau đó mỗi ngày mình đều sống như thể mình đã trở thành con người đó rồi. Từng cái lời ăn tiếng nói của mình, từng cái hành động của mình, từng cái dáng đi của mình, từng cái cách nói chuyện của mình như thế nào, và mình cứ nuôi dưỡng y chang như vậy, cứ mỗi ngày mình cứ sống y chang như vậy. Nếu mình mong muốn là người thành công thì từng cái dáng đi của mình phải nuôi dưỡng dáng đi của người thành công nhé anh chị. Từ cái cách ngồi của mình lúc đó các chị cứ tưởng tượng nha. Bây giờ các chị thử tưởng tượng giúp Diễm nè, nếu mà ngay bây giờ ngay lúc này mà các anh chị đã đạt được hết những cái mục tiêu trong cuộc đời của mình rồi, lúc đó các chị ngồi sao, tưởng tượng thử nha chị. Diễm hỏi đó không, cái tưởng tượng thử để mình học này. Nếu mà bây giờ ở đây anh chị nào ở đây cũng sở hữu 100 tỷ hết này, người nào cũng sở hữu 100 tỷ, 1.000 tỷ này, đang có sức khỏe xinh đẹp luôn, đẹp luôn nghe chị, đẹp luôn, sức khỏe tốt luôn, gia đình hạnh phúc luôn, thì lúc đó cái chị ngồi sao, tưởng tượng đi, tưởng tượng dáng ngồi mình lúc đó là cái chị ngồi thử với những con nghe chị. Khi mà cái chị đã trở thành con người, cái chị muốn trở thành đạt được hết mục tiêu ước mơ của mình, cái chị ngồi sao, cái chị ngồi những con thử ạ. À, ngồi sao ạ? À, ngồi đi cái chị, ngồi thẳng là ừ. Vậy thì phải nuôi dưỡng cái dáng ngồi này mỗi ngày. Cái chị biết mà suy nghĩ sẽ tạo ra cảm xúc dẫn tới hành động. Cái chị vừa thấy vợ, cái chị vừa thay đổi suy nghĩ cái cơ thể của mình nó hành động khác ngay, cách ngồi khác liền. Cái chị thấy hay mà. Vậy thì mình bảo cái tiềm thức đây nè, ứng dụng sức mềm thức đó là phải tin. Khi bạn tin mình như thế nào là mình sẽ xảy ra y chang như vậy. Và tiềm thức nó sẽ hoạt động theo niềm tin. Mình bảo cái tiềm thức rằng sao ạ, tôi là người thành công, tôi là người thành công, mà lúc nào cũng ngồi người thành công ghê, những người thành công nào mà ngồi kiểu u sầu như này hết trơn ấy. Và theo cái anh chị, giữa lời nói và hành động nó bị mâu thuẫn với nhau, thì tiềm thức sẽ làm theo cái gì? Tiềm thức sẽ làm theo những cái gì mà các anh chị tin. Vậy thì cái điều gì các anh chị tin? Ủa, tiềm thức hay lắm các anh chị. Tiềm thức biết rằng là chỉ có những cái suy nghĩ, niềm tin thật sự nó mới dẫn tới hành động thôi. Vậy thì cái hành động ngồi như thế này nè, xong rồi tiềm thức sẽ đi lần ngược lại. Ồ, vậy thì cái dáng ngồi này là niềm tin là gì? Rồi xong. Được. Xong luôn. Trời ơi, mình không thể nào, cái tiềm thức tinh vi lắm ấy chị. Tiềm thức rất là tinh vi. Không có ai mà thành công mà ngồi. Chỉ có không có tiền cũng ngồi kiểu đó. Lúc đó tiềm thức biết ngay à, cái miệng thì bảo tuyên bố là tôi là người thành công phải không, à, nhưng mà thông qua cái dáng ngồi này nó lần ngược lại cái suy nghĩ, chỉ có suy nghĩ hoặc tích cực các thứ nó có dáng ngồi này thôi, rồi xong. Cái chị thấy không, cái chị vừa thay đổi suy nghĩ cái dáng ngồi cái chị thay đổi ngay. Vậy thì nếu mà mình ứng dụng sức mạnh rất là hấp dẫn, cái chị phải sống như thể là cái chị trở thành con người, cái chị trở thành. Một số cái chị bảo rằng sao mình ứng dụng lớp dở sức mạnh thức không được, không không thành công gì hết, tại vì cái chị có nhất quán tiềm thức ý thức có nhất quán với nhau đâu, có hợp nhất là một đâu. Nếu mà những cái niềm tin thật sự sẽ thể hiện qua hành động của mình nha các chị nha, và hãy nuôi dưỡng cái con người đó mỗi ngày bằng cách cái chị hãy sống như thể là mình đã trở thành con người đó rồi. Hãy ngồi cái dáng này mỗi ngày, người ta ngồi nhìn dáng ngồi của các chị là người ta biết được suy nghĩ mình trong đầu cái chị là cái gì luôn á. Người ta nhìn cái dáng đi của mình là người ta sẽ biết được cái suy nghĩ của mình trong đầu như thế nào nữa các chị. Những ví dụ nha các chị, lâu lâu Tết cái chị gặp lại bạn của mình, hẹn quán cà phê, cái chị ra quán cà phê ngồi thấy nó ngồi gì nè, ngồi rất trầm ngâm. Cái chị tới cái chị hỏi, ui bạn ơi hôm sao sao vậy? Bạn của mình trả lời rằng hôm nay mình rất là vui, mình vui lắm bạn, mình vui lắm mà ngồi vào đầu bứt tóc. Rồi các anh chị thấy có vui không ạ? Các anh chị tin lời nói hay hành động ạ?
Các anh chị tin vào lời nói của họ hay các anh chị tin vào hành động của họ? Có phải là các anh chị sẽ tin vào hành động không ạ? Mình tin vào những gì mình nhìn thấy vậy đúng không? Và tiềm thức cũng vậy thôi các anh chị. Các anh chị bảo với tiềm thức rằng tôi là người thành công. Nhưng mà sau đó tiềm thức nhìn các anh chị dáng ngồi, dáng đi, dáng đứng. Là cái là tiềm thức biết được trong đầu các anh chị có cái gì. Và trong đầu các anh chị có cái gì là cái điều đó nó sẽ xảy ra. Hai các anh chị ha. Nên á, khi mà các anh chị bắt đầu biết tập trung vào những cái điều biết ơn yêu thương nè, nó sẽ làm thay đổi cái tần số cảm xúc của mình. Khi mà các anh chị hướng cái suy nghĩ của mình bắt đầu tập trung những điều tốt đẹp thì sao ạ? Thì cảm xúc của mình thay đổi. Cảm xúc mình thay đổi thì bắt đầu hành động của mình nó thay đổi. Thay vì hả, trước đó đang tập trung những điều học tích cực không, thì cái lời nói hành động của mình ta nói nó không có dễ ưa. Đúng không? Không có dễ ưa tí nào hết trơn á. Thì tự dưng cái mình chuyển sang lòng biết ơn các anh chị. Các anh chị thấy là hồi nãy cái suy nghĩ của các anh chị chỉ vừa thay đổi suy nghĩ thôi, là khi mà tôi là người thành công tôi ngồi như thế nào thôi, thì ngay lập tức cơ thể của các anh chị đã thay đổi đúng không ạ? Vậy các anh chị biết là khi mà các anh chị tập trung những điều biết ơn, yêu thương, thì tự dưng các anh chị trong ánh mắt của mình nó dễ mến, ai nhìn như cũng mến ngay. Lời nói của mình nó tử tế các anh chị, và cái hành động của mình nó cũng tử tế. Khi bên trong của các anh chị vui vẻ, hạnh phúc là coi như là nó sẽ thể hiện ra bên ngoài. Đây là cái lợi ích thứ nhất của các anh chị. Lợi ích mà mình có thể thấy được rõ luôn khi mà các anh chị ứng dụng. Và lợi ích thứ hai đúng không ạ? Là khi mà bên trong của các anh chị thay đổi thì những cái tình huống phép màu nó sẽ xuất hiện. Và nó sẽ giúp cho các anh chị có thể là sao ạ? Có được. Khi mà bên trong của các anh chị tích cực là bên ngoài sẽ thu hút những điều tốt đẹp tích cực và những gì học tích cực nó sẽ rời đi. Đây là cái phương pháp thực hành ngày hôm nay. Và các anh chị ha, cánh cửa thoát khỏi những cái điều không tích cực đó là các anh chị hãy tập trung vào những cái điều tốt đẹp bằng cách mình biết ơn. Mình biết ơn nó sẽ sinh ra tình yêu thương. Và khi bên trong của mình nó đã đủ đầy rồi thì những cái sự kiện không tích cực nó sẽ tự rời đi. Mặc dù mình không cần phải cố gắng làm gì chứ. Mình chỉ cần xoay về bên trong của mình thay đổi sự tập trung thôi. Thì những cái gì không tích cực trong cuộc sống của mình sẽ tự rời đi các chị nha. Ở đây các chị ví dụ nè. Ví dụ như nếu mà mình không có hài lòng về cha mẹ của mình. Nếu mà thì sao ạ? Mình hãy ngồi xuống và viết ít nhất là 10 điều các anh chị biết ơn về cái mối quan hệ với cha của mình. Biết ơn cha mình vì đã làm việc vất vả để cho mình ăn học điều mà ông không có được. Biết ơn cha mình vì ông đã bảo bọc cho gia đình và mình ghi ít nhất là 10 điều các anh chị ha. Và khi mà các anh chị thực hành điều này các anh chị sẽ thấy rằng là tự dưng mối quan hệ của hai cha con sẽ hòa hợp lại. Và các anh chị cũng có thể ứng dụng điều này với tất cả những mối quan hệ khác. Những mối quan hệ nào mà các anh chị cũng hòa hợp á, ngồi xuống suy nghĩ viết ít nhất là 10 điều các anh chị biết ơn thật sự về cái mối quan hệ đó. Hãy để cho cái trái tim của mình nó có một cái cảm xúc thật sự nha các anh chị. Khi mà các anh chị có một cảm xúc thật sự, có được cái tần số rung động, tần số rung động các anh chị cảm nhận được không ạ? Khi mà các anh chị biết ơn một điều đó thật sự, khi mà tần số rung động xuất hiện các anh chị cảm nhận được không ạ? Có bao nhiêu số các anh chị cảm nhận được cái tần số rung động của mình ạ? Các anh chị comment tôi ạ. Có nghĩa là các anh chị biết ơn thực sự là bên trong của các anh chị nó sẽ có một cái tần số rung động. Và chính cái tần số rung động đó các anh chị, nó sẽ đi đến đúng cái người cần luôn. Nên là Dũng nói cái chuyện quan trọng là phải có cái tần số rung động đó đó các chị. Chứ không phải mình biết cho có đâu, mình biết theo kệ đi bây giờ. Giờ Dũng kêu biết cái chị cứ biết. Mà chả có cảm xúc gì. Không có được, quan trọng cái Dũng cần cái tần số rung động đó đó các anh chị thì nó mới đi tới cái người cần. Cái tần số rung động nó mạnh lắm. Có thể là các chị đang ngồi đây nha. Nhưng mà cái tần số rung động nó sẽ chạm tới trực tiếp. Tới tiềm thức của cái người mà các chị đang muốn gửi gắm luôn. Và tự dưng cái họ cũng nhớ về những điều tốt đẹp mà các chị đã làm. Tự dưng cái họ cũng biết ơn các chị. Các chị hãy nhớ rằng là khi mà chúng ta cho đi cái gì chúng ta sẽ nhận lại được cái đó. Khi mà các chị cho đi lòng biết ơn, các chị cho đi yêu thương. Thì tự dưng cái người bên kia các chị, họ cũng bắt đầu nghĩ về những cái điều tốt đẹp mà các chị đã làm cho họ. Và họ cũng bắt đầu là yêu thương biết ơn. Thế là mối quan hệ hòa hợp. Hay lắm nha các anh chị. Điều này, điều nói các anh chị hay lắm. Có nhiều thứ mình không nhìn thấy đâu chứ không phải nó không có đâu. Giống như dòng điện các anh chị có nhìn thấy đâu mà sao mình cũng xài điện được đúng không ạ? Có rất nhiều thứ rất là mạnh mẽ ở trong cái vũ trụ chúng ta các anh chị. Việc của mình đó là mình chỉ cần là sao ạ? Học. Học hỏi về những quy luật vũ trụ. Mình tận dụng được những quy luật vũ trụ. Để mà mình đạt được mục tiêu của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Và dịp đó các anh chị rằng là cuối tháng 2 này á, là câu lạc bộ chúng ta đang có một cái chương trình offline.
Còn cái chương trình offline này á, chủ tịch Trịnh Huy sẽ chỉ cho các em là cái gì sẽ được làm, những quy trình trên chính cơ thể của mình, và những cái quy trình này là những cái quy trình để giúp cho các anh chị có thể là nhìn thấy được những cái quy luật của vũ trụ. Các chị sẽ làm trên chính cơ thể của mình mà, các anh chị sẽ được giác ngộ trên chính cơ thể của mình, và các anh chị sẽ biết tận dụng những cái quy luật của vũ trụ vào trong cuộc sống của mình sống làm sao để mình có thể bơi theo thuận theo cái dòng nước của các anh chị, để dòng nước có thể đẩy mình đi rất là nhanh, rất là xa mà mình rất là nhàn nhã. Các chị cứ tưởng tượng cái chị ngồi trên chiếc thuyền mà mình đi ngược dòng nước đi, hồi hơi chèo chăm chỉ cần mẫn vất vả rồi các anh chị, mà không có tới nơi, không chèo tới đâu hết trơn, mà cái chị cứ tưởng tượng chiếc thuyền của mình mà nó đi thuận dòng nước các chị, trời ơi, nó được đẩy đi nhẹ không ạ. Cái chị thuyền mà bắt nó đi thuận theo dòng nước đang chảy như thế này nè, thì cái chị được đẩy đi rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng, rất là duyên dáng. Nên là cái điều quan trọng nhất trong ở trong cái cuộc sống này các chị, đó là các chị phải thấu hiểu được những quy luật của vũ trụ. Khi mình thấu hiểu được những quy luật của vũ trụ, mình sống thuận theo những quy luật của tự nhiên á, cuộc đời của mình các anh chị, trời ơi, các anh chị đạt được mục tiêu của mình một cách nó nhẹ nhàng, dễ dàng, duyên dáng hơn người khác rất là nhiều. Nên là trong cái chương trình offline sắp tới á, Diễm khuyên nha, cái này thiệt đó, các anh chị, lời khuyên chân thành là cho dù các anh chị ở đâu cũng hãy tham dự chương trình offline này, à, để mà mình thấu hiểu được những quy luật của vũ trụ, để từ đây về sau cuộc đời của mình các anh chị khi mà hiểu được quy luật vũ trụ rồi, các anh chị sẽ biết cách một cái sự việc đó xảy đến, mình sẽ luôn biết cách như thế nào để mình đưa ra những cái quyết định nó thuận theo quy luật của tự nhiên, để giúp cho mình có thể đạt được những điều các anh chị mong muốn cách nhanh nhất. Các anh chị biết cách sử dụng được sức mạnh tiềm thức ở bên trong của mình, các anh chị biết cách tận dụng được vũ trụ, quan trọng là phải sống làm sao để vũ trụ hậu thuẫn cho mình, để mình có thể biến được mọi điều bên trong tâm trí của mình trở thành sự thật. Thì những cái điều này các anh chị sẽ được giác ngộ trên chính cái cơ thể của mình thông qua cái chương trình offline cuối tháng 2 của câu lạc bộ. Các anh chị ha, làm offline nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với online. Offline là một cái trường năng lượng rất là lớn các anh chị. Những cái con người họ cũng khao khát, họ cũng mong muốn những người thành công giàu có tụ về một nơi, năng lượng cực kỳ lớn luôn anh chị. Một cái nguồn năng lượng cực kỳ lớn. Và khi mà các anh chị làm trong cái offline có cái nhờ quy trình á, có cái gì đó là chưa đúng á, hay là chưa được á, thì mình còn có những anh chị support hỗ trợ mình ngay lúc đó. Còn giờ các anh chị ngồi ở nhà thì các anh chị làm đúng hay không đúng thì cũng không biết luôn. Ở chương trình offline thì sao ạ? Có cái gì là các anh chị được hỗ trợ ra tức liền, à mình không biết chỗ nào, hay là mình làm chưa em, chị mà chị làm chưa được em ơi, thì có người tới người ta nắm tay nắm chân mình đúng không ạ, ta chỉ giúp mình làm. À, các anh chị ha, để đảm bảo rằng là sau khi 3 ngày các anh chị tham gia apply xong, các anh chị sẽ có được tất cả những cái bí kíp của những người thành công giàu có nhất trên thế giới. Họ có bí kíp đó, chị, những cái người mà thiên tài đó là cái nhân loại, những người mà các anh chị thấy họ hơn người đúng không ạ? Đơn giản thôi các anh chị, vì những cái con người đó họ thấu hiểu được những quy luật của vũ trụ, họ biết tận dụng được những cái quy luật của vũ trụ vào trong cái cuộc sống của mình. Giống như là một cái chiếc máy bay, khi mà tận dụng được nghiên cứu về những cái quy luật của tự nhiên thì cái sao ạ? Cái chị thấy rằng là tự nhiên nâng đỡ được chiếc máy bay bay lên rất là cao rồi. Vậy thì mình cũng vậy thôi. Mình phải học cái cách học những quy luật vũ trụ, phải tìm hiểu những quy luật vũ trụ các chị, để mà mình biết cái cách học cách như thế nào để vũ trụ nâng đỡ mình lên. Một cục sắt mà bay lên cao trên bầu trời bao nhiêu số, các anh chị thấy điều đó điều rất là vi diệu ạ. À, nếu như mà không thuận theo luật tự nhiên thì làm sao mà là thiết kế làm sao mà không thuận theo luật tự nhiên làm sao mà nó có thể lên cao trên bầu trời được. Anh chị họ đều phải tìm hiểu quy luật tự nhiên và đều phải luôn luôn thiết kế để thuận theo những quy luật tự nhiên để được nâng đỡ lên đó các anh chị. À, vậy thì cuộc sống của mình cũng vậy ha. Nếu như từ trước tới giờ mấy chục năm trong cuộc đời của mình rồi, mình chỉ biết là sao ạ, à, đi làm, đi học, đi làm rồi có tiền để quay quần trong cuộc sống của mình thôi. Các anh chị chưa biết gì về những quy luật vũ trụ, các anh chị chưa tìm hiểu được cái con người bên trong của mình, chưa khai phá được con người phi thường bên trong của mình. Thì 283 anh chị trong Zoom đang có mặt trong Zoom, nghe anh chị ngay lập tức nghe anh chị phải ra quyết định để nghe anh chị có mặt trong cái chương trình offline của câu lạc bộ. Các anh chị đi có một chuyến à, mà các anh chị có được cái bí kíp để mình có cuộc sống thành công và có khỏe mạnh hạnh phúc, thì bao nhiêu số các anh chị sẵn sàng tới các chị comment tôi ạ. À, giờ đi mò mấy chục năm nay rồi này các anh chị mà mò chưa ra, bây giờ có 3 ngày à mà các anh chị không tới cái gì cũng sao mà nói không ấy vậy. Vậy các anh chị mà tính mò bao lâu nữa,
Có một số cái anh chị là 30 tuổi, một số cái chị 40 tuổi, một số cái chị 50 tuổi rồi, mò nhiêu đó đủ rồi, mò 50 năm rồi mà giờ thấy cuộc sống nó cứ cứ sao. Giờ có 3 ngày thôi, có cho chị luôn công thức 3 ngày thôi mà còn tới nữa thì Diễm cũng không biết là bây giờ hay chị muốn cái gì. Đúng không ạ? Nên là hãy ra quyết định đi nghe chị. Khi mà các anh chị ra quyết định thì vũ trụ sẽ bẻ cong hết tất cả mọi thứ để giúp cho các anh chị làm được. Mình phá bỏ cái thói quen, đơn giản là mình phá bỏ thói quen trì hoãn. Thói quen trì hoãn của mình đó là thói quen nó không giúp cho mình thành công. Cái chị cứ suy nghĩ không biết mình đi, ví dụ có một số cái chị suy nghĩ rằng là trời không biết mình đi vậy mình có thành công được không, đúng không ạ? Nhưng mà ở nhà chắc chắn là không có cái gì đó ra chị, đi ra nhà là còn có cơ hội đúng không, còn có cơ hội là thành công được không nha, chứ ở nhà thấy không có cái gì hết. Hành động thắng không hành động nha chị. Khi mà các anh chị hành động thì sẽ có những cái điều đó xảy ra trong cuộc đời của mình, mà mình không hành động thì chắc chắn chả có chuyện gì rồi. Nếu mà mình bảo rằng là mình đang rất là khao khát rồi, rất là khao khát thay đổi cuộc sống của mình, thì Diệp nói các anh chị nè, lý do tại sao rất nhiều người họ bảo rằng là mình cũng mong muốn, mình cũng khao khát, mình cũng có mục tiêu mà tại sao mình không đạt được, chia sẻ các anh chị lý do. Đó là vì cái thói quen trì hoãn, không nắm bắt và không có hành động, nên chả có chuyện gì xảy ra trong cuộc đời mình. Chị nói các anh chị rằng là khi mà chỉ cần bên trong tâm của các anh chị mong muốn một điều gì đó thôi thì ngay lập tức vũ trụ sẽ mang đến nguồn lực cho các anh chị để giúp cho các anh chị làm được điều đó ngay. Quan trọng là mình có nắm bắt cái nguồn lực đó hay không, hay là mình lại tiếp tục thói quen cũ mình trì hoãn. À, mình nghĩ rằng là chắc không làm được đâu, mình nghĩ rằng điều này làm cái không hiệu quả đâu, thôi khỏi luôn. Và sao ạ? Mình đã bỏ qua rất nhiều cơ hội. Không phải là vũ trụ không giúp đỡ đâu nghe chị, đừng có đổ oan cho vũ trụ như vậy. Không phải là sao tôi như mong muốn nhiều năm quá rồi không cho, không giúp đỡ cho tôi, không có. Vũ trụ bảo rằng là sao, ôi dồi tôi mang đến cho bạn biết bao nhiêu nguồn lực, nhưng mà tại vì bạn không nắm bắt, bạn không hành động, trì hoãn cái thói quen và không làm gì cả. Và khi mình không làm gì cả thì sao ạ? Khi mà cái chị tác động một lực sẽ một lực tác động lại, cái chị không làm gì cả thì chả có được lực nào tác động lại cho mình. Nên là hãy phá bỏ cái những cái thói quen trì hoãn của mình nghe chị, bằng cách là sao ạ? Cho bản thân của mình một cơ hội. Khi mà người khao khát thực sự là họ luôn nắm bắt mọi cơ hội, chỉ cần họ thấy được một tia sáng nào đó thôi họ sẽ nắm bắt ngay lập tức. Và cái điều đó là cái điều mình sẽ coi bói trước được luôn, là những cái con người này là họ sẽ nắm bắt những nguồn lực rất là tốt và họ sẽ nhanh chóng bắt rất là thành công. Diễm để ý nha các chị nha, ở trong câu lạc bộ chúng ta, anh chị nào mà tham gia, ví dụ nghe câu bộ chia sẻ là có những chương trình tham gia ngay lập tức, những anh chị rất là không nhanh lắm đấy chị. Tại vì các chị biết sao không ạ? Vì Diễm biết rằng là họ đã rất là khao khát rồi, họ sẵn sàng nắm bắt mọi nguồn lực, họ sẵn sàng hành động, nắm bắt và hành động mọi nguồn lực giúp cho họ thành công. Nên khi mà họ hành động một cách mạnh mẽ như vậy thì lấy cho họ thành công được. Hả nghe chị? Là bao nhiêu số các anh chị ở đây ra quyết định mà chúng ta sẽ có mặt trong chương trình offline của câu lạc bộ cuối tháng 2 comment tôi ạ. À, 3 ngày thôi nghe chị, đỡ phải đi mò mấy chục năm, tốn thời gian, tốn công sức, tốn tiền bạc nữa, đầu tư có lãi luôn cho nó nhanh. Ok chị ha, rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Bây giờ thì gì với các anh chị sẽ thực hành ha. Hôm nay chúng ta sẽ lập ra danh sách 10 điều mà các anh chị biết ơn. Hãy đảm bảo rằng mỗi điều được viết theo cấu trúc này là tôi rất là biết ơn bởi vì cái gì đó các chị viết ra, hoặc là tôi thực sự biết ơn vì cái gì đó mình sẽ viết ra. Và sau khi mà các anh chị liệt kê xong 10 điều thì mình sẽ viết cái câu cuối cùng, đó là cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì đã cho tôi thấy giải pháp hoàn hảo. Viết ở thì hiện tại đã xảy ra rồi luôn nè các anh chị, đã cho tôi thấy giải pháp hoàn hảo, đúng không ạ? Hoặc là nếu như mà trong ngày hôm nay, trong ngày hôm nay cái mà mình cần thực hành đó các anh chị, đó là mình phải tập trung vào những điều tốt đẹp để mình biết ơn trong ngày. Mà mình lỡ nha, lỡ mà có phàn nàn, có chỉ trích, hay lỡ mà mình có nói những điều không tích cực á, thì ngay lập tức mình phải dừng lại và mình phải thay đổi thành cái câu là gì ạ? Nhưng tôi phải nói rằng mình cảm thấy rất là biết ơn vì thấy dễ thương liền, đúng không? Đang mặt đang câu có và quên 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 nên thực hành được biết ơn mà chưa nhớ rồi. Mặt đang câu có một cái sáng có thực hành được biết ơn. Cái câu cuối cùng mình phải thay đổi là sao ạ? Nhưng tôi phải nói rằng mình cảm thấy rất là biết ơn vì cái tự nhiên mình dễ thương liền.
Vậy đó thiệt, tự nhiên mà cái chị nhớ tới câu này, cái chị đọc cái câu này thôi là tự nhiên là mình dễ thương liền, cái gì bên trong của mình vui vẻ hạnh phúc, mình dễ thương liền. Cái này được gọi là sao ạ? À? Được gọi là tu sửa là chứ vậy đó các anh chị, tu sửa là như vậy đó. Đâu là mình sửa lại những cái thói quen của mình thay đổi cho mình những cái thói quen của những cái người có cuộc sống thành công và có khỏe mạnh hạnh phúc thì mình mới có được, và mình phải nuôi dưỡng nó mỗi ngày ha, mình phải rèn luyện mỗi ngày các anh chị. Và tác giả nhắc nhở các anh chị đó là nếu trong tương lai xảy ra một cái vấn đề hay là tình huống nhỏ nào đó, hãy nhớ dập tắt nó ngay từ đầu và đừng có để đốm lửa nhỏ bùng thành đám cháy lớn, và khi ấy vậy sẽ thắp sáng cuộc sống của mình với phép màu. Dựa theo Diễm nghĩ nha các anh chị nha, đó là các anh chị hãy ghi ra luôn cái câu. Nhưng tôi phải nói rằng mình cảm thấy rất là biết ơn vì cái gì ghi bự lên dán trong cái ngôi nhà của mình. Diễm nói thiệt, chứ không là không nhớ đâu, đôi khi Diễm còn không nhớ mà các anh chị. Đôi khi mình hay tập trung đi học tích cực à, chứ mình hay nói nó. Nhưng mà khi mà các anh chị nhìn thấy câu đó cái nhớ liền, nhắc nhở liền, à, ghi ra. Tại vì trong những lần đầu tiên mình mới thực hành đó là đôi khi là nó không có nhớ nên nó chưa có thành lối sống của mình được, thì mình cần phải ấp thị mình mỗi ngày để nó trở thành lối sống nha. Rồi ngày hôm nay các anh chị sẽ ghi cái câu này ra mình dán lên tường, là bao nhiêu số các anh chị làm điều này comment tôi giúp chị ạ. Ghi hai câu nè, đầu tiên là cảm ơn. À, ghi câu là nhưng tôi phải nói rằng mình cảm thấy rất là biết ơn vì, tôi phải nói rằng là mình cảm thấy rất là biết ơn vì, tôi phải nói rằng mình cảm thấy rất là biết ơn vì, câu này thôi, đó là tôi phải nói rằng mình cảm thấy rất là biết ơn vì, để mình nhắc nhở mình. Nhất là anh chị nào mà hay tập trung những đại học tích cực là càng phải ghi bự lên, dán trong ngôi nhà của mình, ám thị luôn nha các chị nha. Rồi bây giờ thì thứ nhất đó là chúng ta sẽ ghi ra ít nhất là 10 điều mà các anh chị cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Sau đó mình viết lý do tại sao và các anh chị sẽ đọc lại từng điều và mình nói lời cảm ơn, cảm thấy biết ơn đối với mỗi điều. Thứ hai đó là các chị hãy chọn một cái vấn đề hoặc tình huống không tích cực nào trong cuộc sống mà mình muốn giải quyết nhất. Thứ ba đó là liệt kê 10 điều bạn cảm thấy biết ơn về tình huống này. Thứ tư đó là mình sẽ viết cái câu cuối cùng đó là cảm ơn vì đã cho tôi thấy được giải pháp hoàn hảo. Và thứ năm đó là trong hôm nay hãy thử xem bạn có thể hoàn toàn không nói bất cứ điều gì không tích cực được hay không. Nếu mà phát hiện mình đang nghĩ hay nói điều không tích cực thì mình hãy sử dụng cái công cụ cú cắt nhiệm màu, là hãy dừng lại ngay và nói rằng là nhưng mà tôi phải nói rằng là mình cảm thấy rất là biết ơn vì, là chuyển sang con người dễ thương liền đó. Đang con người không dễ thương nói xong câu này là như là chuyển đổi thành con người dễ thương nha các anh chị. Cái cuối cùng đó là trước khi ngủ hãy cầm hòn đá nhiệm màu của mình trên tay và nói từ cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. À, nhà ban tổ chức có thể mở lại cái trang thực hành này ha, và dịp với các anh chị chúng ta sẽ bắt đầu thực hành. À, hôm nay không có đủ thời gian nên là các anh chị sẽ tự rèn luyện 10 phút, rèn luyện sẽ tập trung 10 phút, các anh chị sẽ tự rèn luyện nha. Bây giờ chúng ta sẽ viết ra những cái điều mà các anh chị biết ơn luôn trong ngày nha các anh chị. Trong ngày thì khi nào mà các anh chị có thể dành ra tầm khoảng 10 phút được thì các anh chị cứ ngồi để mình tập trung vào hơi thở thôi, đó là mình đang rèn luyện cái sự tập trung ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy sổ ra và các anh chị hãy viết giúp Diệm ít nhất là 10 điều mà các anh chị biết ơn cuộc sống ạ.
buổi tối câu lạc bộ được không ạ? À, chúc cho các anh chị nhớ rằng là chúng ta phải rắc bộ tép mòn cho ngày mới nữa nha. À, bây giờ mình ngồi rắc bộ luôn đây các anh chị nào mà chúng ta có thời gian thì mình làm luôn, anh chị nào không có thời gian thì các anh chị tự làm nha.